Vâng, em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả anh chị quý hàng thân yêu. Và trong buổi sáng ngày 11 tháng 7 năm 2020 và em Hoàng An sẽ lên sóng báo giá một chiếc xe vừa về siêu thị ô tô Bình Dương để cho anh chị quý vị và các bạn tiện theo dõi. Đó. Một mẫu xe phân khúc hạng B của hãng Honda. Trước mắt anh chị đó chính là chiếc Honda City sản xuất 2016, số tự động anh chị nhá. Chiếc xe này là mang biển số thành phố Hồ Chí Minh và một chủ mua mới từ đầu, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhá. Ô đô chuẩn đang là 46.000 km. Em Hoàng An cam kết chuẩn đồng hồ anh chị nhé. Bằng uy tín của em cam kết chuẩn đồng hồ cho chiếc xe này. 4 vỏ theo xe. Và chiếc xe đặc biệt được chủ xe lên rất nhiều đồ chơi. Và gần như chiếc xe này anh chị không phải lên bất cứ đồ chơi nào cả anh chị nhé. Và giá bán hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 445 triệu cho chiếc Honda City sản xuất 2016. Chiếc xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhé. Đây, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh 51G 20572, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Và giá bán là 445 triệu, ngân hàng hỗ trợ cho anh chị 280 đến 300 triệu. Đó. Đây thì em Hoàng sẽ giới thiệu ngay về phần đầu xe anh chị có thể thấy nhá. Chiếc xe thì đã được nguyên bản là chỉ là đèn halogen thôi, nhưng đã được chủ xe rô đèn led rồi. Đó. Từ đèn pha đến đèn sương mù đều là rô đèn led trắng anh chị nhá. Và được chủ xe độ một cái giải đèn led ở đây, có thể ban ngày mình không nhìn rõ nét ngoài nét đây, buổi tối nhìn rất là sáng luôn. Đấy, chủ xe cực kỳ là chịu chơi luôn. Đó. Mặt ga lăng mạ chrome rất là sáng bóng luôn anh chị nhé. Đây là kênh YouTube của em, rất mong anh chị khi mà ghé qua kênh YouTube An Ô Tô Cũ Bình Dương của em thì nhớ ấn like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh, nhấn nút chuông để ủng hộ kênh cho em anh chị nhé. Cảm ơn anh chị. Cụm đèn pha rất là mới và sáng luôn ạ. Chiếc xe này là em bao chuẩn đồng hồ và cam kết không lỗi cho anh chị, bao check test thoải mái cho anh chị nhé. Đèn led trắng rất là mới, đó, cực kỳ đẹp đúng không ạ? Buổi tối thì cái giải đèn led ngoài này cực kỳ đẹp, led dây này rất là đẹp luôn. Về phần động cơ thì anh chị có thể thấy nhé, chiếc xe thì sử dụng động cơ 1.5 và em đang nổ máy, đó, anh chị có thấy rất là máy rất là mới đúng không ạ? Đó, máy cực kỳ mới luôn, máy cực kỳ mới luôn. Đó, máy rất là mới và sáng này. Anh chị có thể thấy nhá, máy quá mới đúng không ạ? Nổ rất là êm. Như Honda City thì tiếng máy nổ rất là êm. Và máy thì 2016 anh chị nhìn nhá, quá mới đúng không ạ? Chiếc xe này em mới về, chưa có rửa dọn gì cả, vẫn còn nguyên bản theo xe. Và chiếc xe này sau khi em Hoàng quay xong thì sẽ cho anh em kỹ thuật rửa gầm máy, đánh bóng toàn xe để sẽ lên một chiếc xe thực sự là long lanh anh chị nhá. Và cam kết cho anh chị từ máy, thùng gầm đến keo chỉ zin tuyệt đối. Đó, bình ắc quy mới luôn. Bình ắc quy này là mới thay luôn anh chị nhé. Đó. Thì đẹp đúng không ạ? Máy nổ rất là êm ái. Quay cho anh chị những chi tiết rất là nguyên bản. Cực kỳ đẹp. Đó. Các ốc cabo đây, anh chị có thể thấy nhá. Những cái ốc cabo đây. Đó. Sơn thì nước sơn này, chiếc xe này còn khoảng 90% anh chị nhé. Không thể sơn zin 100% được. Đó. Các ốc cabo đây, nguyên bản, chưa động chạm gì. Ok ok đúng không ạ? Đó. Đây. Keo chỉ zin anh chị nhé. Tem này, tem còn nguyên. Và ví đúng không ạ? 445 triệu và giá tất nhiên rồi. Luôn luôn là còn thương lượng khi mà anh chị thực sự quan tâm về mẫu xe Honda City này thì cứ lên trực tiếp cửa hàng em để xem xe. Cứ lên trực tiếp cửa hàng em anh chị nhé. Lên trực tiếp cửa hàng em để xem xe và thương lượng giá. Rất là đẹp. Phần logo này thì chiếc xe này cũng được chủ xe dán một cái logo có chữ biểu tượng Honda ở trên đầu, lóc cabo. Rất là đẹp đúng không ạ? Dán một cái chữ nhìn rất là thể thao. Rồi về phần thân xe thì anh chị có thể thấy nhá, chiếc xe này thì có sử dụng mâm đúc la răng 16, mâm đúc la răng 16, hai thắng đĩa ABS. Honda City thì chỉ có hai bánh trước là thắng đĩa thôi anh chị nhá. Đây, anh chị có thể thấy đây. Thắng đĩa rất là mới này. Đó. Vỏ theo nguyên theo xe là tuần thứ 40 năm 2016 nhé, anh chị có nhìn rõ không ạ? Đó. Tuần thứ 40 năm 2016. Tất cả vỏ còn theo xe hết anh chị nhé. Một xe chạy quá là hợp lý đúng không ạ? 46.000 km rất hợp lý luôn, vỏ theo xe. Đó. Thì ok đúng không ạ? Về phần gương chiếu hậu tích hợp xi nhan trên gương cụp điện trong và đã được chủ xe ốp một cái mạ xi ở đây. Ốp gương đầy đủ hết. Đó. Các tay lắm cửa, chén cửa cũng đã được ốp rồi. Tay lắm cửa thì nguyên bản là mạ chrome.
có khóa cảm biến thông minh ở đây, chắn cửa được chủ xe rô và cũng đã được dán phim cách nhiệt cũng như là vẹt che mưa tất cả các cánh rồi, rất là hợp lý đúng không ạ? Chiếc xe gần như là nguyên bản tuyệt đối và chủ xe rô rất nhiều đồ chơi. Đấy, tí vào phần nội thất anh chị sẽ biết, bỏ theo xe hết anh chị nhé, bỏ theo xe hết, date 2016 anh chị có thể thấy nhé, 2016 bỏ theo xe. Alo, đợi em 5 phút, em đang chạy về gần nơi, đợi 5 phút. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Bỏ theo xe. Đây, phần đuôi sau anh chị thấy cụm đèn hậu sau thì vẫn là giữ nguyên, cụm đèn hậu sau vẫn giữ nguyên. Chiếc xe thì được trang bị 4 mắt cảm biến lùi, hai cái đèn phản quang ở dưới gầm cản dưới, rất là đẹp và liền lạc đúng không ạ? Cực kỳ đẹp liền lạc luôn. Một cái đèn báo thắng này. Đây là hai số điện thoại hotline của em Hoàng An anh chị nhé, anh chị có thể lưu số vào hoặc kết bạn Zalo trực tiếp với em để hỏi thêm một số vấn đề về trả góp ngân hàng cũng như là tư vấn xe, đặc biệt là chỉ đường, em sẽ gửi vị trí qua Zalo cho anh chị. Chiếc xe này đã được chủ xe trang bị một cái màn hình và đã có cam lùi ở đây rồi, rất là ok đúng không ạ? Không có thiếu gì cả, sự là quá đầy đủ cho chiếc Honda City này, mọi chi tiết là nguyên bản tuyệt đối. Đó. Em Hoàng An bao check test thoải mái cho anh chị nha, anh chị nha, anh chị có thể test hãng, thợ thầy thoải mái và bên em bao lỗi về vấn đề đâm đụng thủy kích, còn vấn đề sơn dặn thì bên em cũng nói là không thể làm zin tuyệt đối được. Đấy, vỏ theo xe anh chị nhìn nhé, gầm bệ rất là mới và sáng này. Đó. Cực kỳ đẹp đúng không ạ? Đết vỏ theo xe hết anh chị nhé. Phần thứ 40 năm 2016 ấy, quá là miên man. Đây em sẽ giới thiệu phần khoang hành lý luôn đi. Đây, khoang hành lý là rộng rãi đúng không anh chị nhé. Khoang hành lý của Honda City thì nó quá sâu và rộng rãi đúng không ạ? Chứa được rất là nhiều đồ luôn. City phân khúc B nhưng mà thiết kế nội thất cũng như khoang hành lý rất là rộng rãi. Cái bánh sơ cua này thì em đang để bên ngoài, quá là rộng đúng không ạ? Đó. Rồi. Tất cả các tay nắm cửa mạ chrome, vẻ mưa đầy đủ hết đâu, chén cửa đầy đủ hết đâu. Đó. Rất là đẹp đúng không anh chị? Ngày giờ gầm nữa long lanh luôn. Đó. Và còn khám xét lưu hành đến tháng 11 năm 2021 anh chị nhé, rất là miên man luôn. Ốp kính, ốp gương chiếu hậu hết rồi. Đây giới thiệu phần nội thất anh chị nhé. Đó, anh chị có thể thấy nhá, chiếc xe thì quá trời đồ chơi rồi. Từ ghế da này, ghế da đã được chủ xe vào bộ ghế da với nội thất ghế da màu đen và chỉ đỏ, nhìn rất là nổi bật đúng không anh chị? Cái tab bi cửa đây, tab bi cửa, tab đồ, chiếc xe này chưa dọn nội thất anh chị nhá. Rất là nguyên bản luôn. Với chiếc xe chạy 46.000 thì mọi chi tiết nó gần như là tuyệt đối, không có gì cả. Phụ tắp lô đầy đủ hết này. Ở bản này thì được trang bị hai túi khí này, hai túi khí ở hàng ghế trước. Hai túi khí. Đó, chiếc xe này thì đã được một chủ xe trang bị một cái màn hình giải trí 10 inch rồi. Đó, màn đây có kết hợp cam hành trình ở trên này, cam hành trình ở trên chân gương này. Đó, cam hành trình này. Cam lùi đầy đủ hết rồi. Đó, màn hình này là có thể chỉ đường, nghe nhạc, wifi, bluetooth đầy đủ hết, không thiếu thứ gì. Và vậy là anh chị biết là chủ xe rô tiền đồ chơi không là nhiêu tiền rồi anh chị nhé, rất là ok đúng không ạ? Chiếc xe này thì nguyên bản chỉ là ghế lỉ và đầu CD thôi, nhưng mà chủ xe rô rất nhiều đồ chơi rồi và anh chị mua về thì chỉ việc chạy thôi. Đó, bên em bán hàng là không có tính tiền đồ chơi vào đó anh chị nhé. Và chiếc xe, một chiếc xe mà đã được lên đồ chơi đầy đủ rồi thì nó là một cái lợi thế cho mình đúng không anh chị? Vì đằng nào thì với nhu cầu hiện nay thì ai cũng muốn vào giải trí, xem mạng đầy đủ hết. Nên là chiếc xe này cũng đã được chủ xe vô rất nhiều đồ chơi. Và đặc biệt là ghế da sạch sẽ đúng không ạ? Ghế da này là mới luôn nha anh chị nhé, chủ xe là mới thay luôn. Mới thay luôn. Trần ly lông còn theo xe này, hai cái đèn trần này. Cực kỳ ok đúng không ạ? Trần ly lông theo xe, hai cái trần. Ở hàng ghế sau thì có một cái hốc gió ở sau, hàng ghế sau, nhưng mà rất là rộng rãi và thoải mái đúng không ạ? Rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Đây, hộp số đây, chiếc xe còn nguyên hai chìa khóa điện nha anh chị nhé, hai chìa khóa điện đầy đủ hết, vô lăng ba chấu bọc da và trên vô lăng thì ở bản đời này thì tích hợp những nút âm lượng chức năng và cũng đã có lấy sổ trên vô lăng rồi, đầy đủ thông minh, đầy đủ thông minh, điều hòa chỉnh tay đầy đủ hết, chưa có cruise control anh chị nhé. Đây, ô đô hiện tại đang là 46.000 anh chị nhé, và em Hoàng An khẳng định luôn, nói luôn lại là em Hoàng An bao đồng hồ cho anh chị, bao chuẩn luôn. Chiếc xe này là bao chuẩn đồng hồ cho anh chị nhé. Đó. Đây, các ốc
còn zin nguyên bản tuyệt đối hết anh chị nhé, không quân tháo mở cực kỳ ok đúng không ạ. Anh chị đây hàng đấy, bên đây cũng vậy, rất này đây, anh chị có thể thấy nhá, mọi chi tiết là còn nguyên bản tuyệt đối. Đây 2016 nha anh chị nhá, 2016 các bản lề đây như mới đúng không ạ. Chiếc xe thì còn bảo dưỡng bảo hành đầy đủ hết. Đó. Rất là định kỳ luôn, chủ xe vẫn còn tem bảo dưỡng ở dưới ở đây đầy đủ hết, và cái cục chỉnh điện ở trong chế độ tiết kiệm nhiên liệu là quá hợp lý cho một chiếc xe phân khúc hạng B rộng rãi, tầm tiền chỉ hơn 400 là anh chị đã sở hữu một xe này rồi, chạy cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu và lành xe anh chị nhé, đấy là khẳng định của em ạ. Và mức tiêu hao nhiên liệu của nó anh chị biết đấy, rất là thấp, chỉ khoảng 5,8 lít cho địa hình kết hợp và 7,3 lít cho địa hình trong đô thị và 4,9 lít ngoài đô thị, quá hợp lý cho một mẫu xe số tự động đúng không ạ, máy 1.5. Rồi cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi về mẫu xe Honda City sản xuất 2016 mà em An vừa báo giá 445 triệu, Odo chuẩn 45.000 km, và chiếc xe đã được trang bị rất nhiều đồ chơi từ đèn pha LED đến ghế da, màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết, giá còn thương lượng. Và anh chị đến trực tiếp cửa hàng em, siêu thị ô tô Bình Dương, địa chỉ số 1968 anh chị nhé, ngã ba Ốc Xã, đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để xem xe và thương lượng trực tiếp về mẫu xe này anh chị nhé. Một lần nữa thì em và anh xin cảm ơn anh chị đã dành một chút thời gian lắng nghe, quan tâm và theo dõi. Xin chào và gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào và gặp lại anh chị.